Tình trạng buôn bán động vật hoang dã làm thú cưng độc lạ diễn ra xuyên biên giới, bất chấp nỗ lực kiểm soát của nhiều quốc gia. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Phil Casey, phó giáo sư về địa lý sinh học của Đại học Adelaide Úc, Mỹ hiện là một trong những thị trường buôn bán động vật hoang dã lớn trên thế giới. Nghiên cứu của nhóm Tiến sĩ Casey cho thấy tốc độ các động vật hoang dã được buôn bán vào nước Mỹ nhiều hơn đến 11 lần so với quy định trong các công ước quốc tế. Con số này tương đương khoảng 8,84 triệu động vật Thị trường thú cưng ngoại lai trên toàn cầu hiện trị giá đến hàng tỷ đô la, theo trang The Conversation. Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đối mặt với làn sóng tìm mua động vật độc, là để làm thú cưng, từ rái cá đến cu ly, rùa. Tại Úc, nhiều loài động vật không phải là bản địa đã được nhập lậu vào quốc gia này như rắn, tắc kè hoa, rùa tai đỏ. Ở chiều ngược lại, một số loài động vật ở Úc cũng đã bị tuồn ra ngoài lãnh thổ, dù cho nước này có nhiều quy định nghiêm ngặt về việc sở hữu và buôn bán động vật hoang dã. Một nghiên cứu gần đây cho thấy bốn phân loài của qua rugosa, loài đặc hữu của vùng Tây và Nam nước Úc và đang có tên trong danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng, đã có mặt tại các thị trường buôn bán thú cưng hoang dã ở khắp nơi, từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ. Tại Ấn Độ hay Nepal, nhiều vụ buôn lậu chuột túi để làm thú cưng đã bị phát hiện, nhiều trong số đó được vận chuyển từ Úc. Không ít trường hợp sau khi bị lộ, những tay buôn lậu đã bỏ những con chuột túi ngay tại các nhà ga hay bến xe. Quỹ quốc tế vì phúc lợi động vật, IFAVK -E mới đây đã phát động chiến dịch không phải thú cưng, nhằm kêu gọi thay đổi thói quen sưu tầm và nuôi những loài động vật hoang dã độc lạ. Theo tổ chức này, ở nhiều nơi, người ta ngày càng dễ dàng mua được những loài thú cưng lạ, tuy nhiên luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm trước hết cho người nuôi. Các loại bệnh truyền nhiễm, điển hình COVID-19 hay đậu mùa khỉ đều được cho là lây truyền từ động vật hoang dã sang người. Trong khi đó, tiến sĩ Phil Kassay cho rằng một trong những việc nên làm là tăng cường truy xuất nguồn gốc của các loài động vật được buôn bán trước hết từ đầu mối của các nước tiêu thụ khi có dữ liệu xuyên quốc gia các nước sẽ tiến đến các biện pháp liên kết nhằm kiểm soát và bảo vệ các loài động vật hoang dã được buôn bán